Xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với gian hàng nhỏ của vợ chồng Toàn nhé. Vợ chồng Toàn đang hiện tại đang kinh doanh những dòng máy cưa, máy cắt cỏ chính hãng và có ship hàng toàn quốc. Mọi người mua hàng chỉ cần liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Toàn là 0947 207 718 hoặc 0941 79 74 78 để có ship hàng toàn quốc và giới thiệu với mọi người. Đây là những dòng máy chính hãng của Pin Hoa. Đây là những dòng máy cưa Toàn đang bán. Dòng 250, 382, 661, 180 và 230. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì Toàn có gửi đi một chiếc máy cắt cỏ SS250 cho một anh trai ở Bù Nho. Có lấy gì đấy? Tiệm đây, máy gì chứ? Thì cũng vui hàng và giới thiệu cùng với mọi người luôn. Dòng máy đổ phân á. Đổ phân này tầm 2 triệu rưỡi. 250 nó sử dụng một cơ piston là 40 ly. Tuy nó không mạnh như là những dòng 44 ly, nhưng mà đổi lại một chiếc SS250 nó cực kỳ bền và nhẹ. Nếu chị em lấy thì để trưa nay đáp ứng được cái công suất và bù lại trưa nay cho đưa về cái độ nhẹ của máy rất là ok. Thì đây là một cái sản phẩm mà mọi người có thể tham khảo qua. Những anh con trai mà muốn neo đồi bắt ở trong những cái đồi cây thì có thể lựa chọn FS250 thay thế cho những dòng máy 34 ly, 32 ly ngày xưa. Thì đây là một sản phẩm cực kỳ là hợp lý. Toàn là đóng hàng đi thì khi mà bóng đóng hàng Toàn sẽ tách ra làm hai kiện. Một kiện đó là đầu máy và một kiện là bộ cần. Và những cái sản phẩm này Toàn đã gửi hàng đi trong suốt thời gian kinh doanh mặt hàng này 6 đến 7 năm nay. Thì những cái sản phẩm này thì hầu như là không có một cái vấn đề gì về cái việc chúng ta giao hàng mà bị trục trặc hết. Những cái sản phẩm này gửi hàng đi thì cái bưu điện các chị hoàn toàn trách nhiệm. Toàn là một khách hàng lớn ở trong cái chi nhánh của bưu điện vụ bổn Bách Đắk Lắk. Đây là một cái chi nhánh mà Toàn thường xuyên gửi hàng trong suốt thời gian kinh doanh này. Chị em mua hàng của Toàn thì chắc chắn sẽ biết đến cái sản phẩm của Toàn để Toàn gửi hàng đi. Thì những cái sản phẩm đó Toàn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm khi mà giao hàng đến cho tất cả anh chị em. Anh chị em mua hàng thì kiểm tra, nhận kiểm tra hàng đúng hàng thì thanh toán. Những cái sản phẩm này Toàn bán có tên của cửa hàng và số điện thoại, địa chỉ của cửa hàng dán ở trên cái máy. Nên khi mọi người mở hàng ra, mọi người sẽ nhận diện được cái sản phẩm của Toàn. Sẽ không bao giờ có tình trạng là bị tráo đổi hàng trong cái khâu vận chuyển. Vì nhiều trên thực tế thì Toàn đã đăng ký khách hàng lớn và người ta ra hàng đi thì người ta cũng rất là ngại khi mà va chạm những cái khách hàng lớn. Người ta sẽ bị kiểu như là bị khiếu nại, người ta rất là ngại, rất là sợ cái vấn đề đó. Tại vì những cái nhân viên giao hàng ở bên bưu điện ấy, thì người ta sẽ phải ký hợp đồng đó. Nên là người ta sẽ làm rất là chuẩn. Mọi người mua hàng thì cũng sẽ rất là yên tâm. Sẽ đổ xăng vào và nổ cho mọi người cùng nghe cái tiếng máy của cái dòng Epson FS250 này. Một chiếc máy cắt cỏ mà có tâm hồn của một chiếc máy cưa. Vòng tua của máy này nó lên tới hơn 10.000 vòng và nó có một cái tiếng nổ rất là đanh, rất là nghe rất là hay. Thì xin mời mọi người cùng nghe cái tiếng nổ của dòng máy cắt cỏ Epson FS250. Và anh chị em lưu ý, nếu mà có cần phụ tùng của dòng cắt cỏ FS250 thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với điện thoại của Toàn để trên dòng tiêu đề nhé. Và đây là cái núm bơm xăng, mọi người bơm xăng lên rồi vặn cái nút đen, đây là cái nút E, mọi người vặn xuống dưới thì nó sẽ đóng E, rồi bật công tắc, bắt đầu giật khởi động. Khi mà mọi người khởi động á, nó phát ra tiếng nổ tành một cái. Thì mọi người đẩy cái cần E xuống dưới nha. Mm-hmm.
Ok, cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.